Công quân Mỹ ném bom xuống bán đảo Triều Tiên sau 7 năm Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình, Ukraine cấp tốc đi gặp siêu cường châu Á Nga tiết lộ về ý định thành lập một vùng liên bang mới, Moscow nói ông Zelensky sẽ bị thay thế Thực hư thông tin Tổng thống Biden nói quen biết Tổng thống Putin 40 năm Israel phát hiện đường hầm 2 km của Hamas dọc cửa khẩu biên giới Ai Cập tại Rafah Chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là phần tin chi tiết. Một máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ đã cùng không quân Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật, tiến hành huấn luyện với những quả bom nặng 500 pound, tương đương 227 kg. Theo tờ Business Insider, đây là lần đầu tiên B1B Lancer, máy bay ném bom tấn công tầm xa với khả năng mang tải trọng đáng kể của không quân Mỹ, thả bom thật xuống bán đảo Triều Tiên kể từ năm 2017, khi Mỹ thường xuyên điều máy bay vào khu vực và tập trận răn đe trước các hành động thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. Công bố thông tin về cuộc tập trận vừa diễn ra, lực lượng không quân Mỹ cho biết một chiếc B-1B Lancer thuộc phi đội ném bom viễn trình số 37 tại căn cứ không quân Anderson ở Guam đã cùng với các máy bay F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc huấn luyện bắn đạn thật và hỗ trợ trên không tại dãy Pin Sung, Hàn Quốc. Theo không quân Mỹ, máy bay ném bom B-1B Lancer cùng với máy bay quân sự Hàn Quốc đã thả thành công bom GBU-38 nặng 500 pound, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu mô phỏng. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy một số tình huống ném bom trong cuộc tập trận. Trung tá Christian Hover, chỉ huy phi đội ném bom viễn trình số 37 cho biết, việc tập trận chung vừa qua với Hàn Quốc đã chứng minh khả năng của phi đội B-1 chúng tôi khi tiến hành nhắm mục tiêu chính xác và tấn công bằng vũ khí thật ở một địa điểm xa lạ. Trung tá này cho biết, quan hệ đối tác với Hàn Quốc cho phép chúng tôi hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia thông qua tốc độ, tính linh hoạt và tính sẵn sàng của các máy bay ném bom chiến lược của chúng tôi. Sau cuộc tập trận ném bom đạn thật tại Pinsung, đã phối hợp với các máy bay F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, các máy bay F-16 và KC-135 Stratotanker Tanker của không quân Mỹ cùng các máy bay Hàn Quốc để huấn luyện không đối không ở khu vực phía Tây của Hàn Quốc. Các cuộc tập trận tiếp theo kết hợp máy bay phản lực thế hệ thứ tư và thứ năm với máy bay ném bom. Lực lượng không quân số 7 của Mỹ cho biết, hoạt động này là một sự gian đe mạnh mẽ đối với những kẻ xâm lược tiềm tàng. Theo Business Insider, cuộc tập trận này là lần đầu tiên B-1B Lancer thả bom thật xuống bán đảo Triều Tiên kể từ năm 2017. Vào thời điểm đó, các vụ thử vũ khí và hành động khiêu khích của Triều Tiên đã khiến lực lượng Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên cất cánh trong khu vực, tiến hành các cuộc tập trận nhằm gian đe Triều Tiên. Cách đây ít hôm, Không quân Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, không đối không và không đối đất tại trường bắn trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, Hoàng Hải. Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Chiến đấu trên không của Không quân Hàn Quốc chủ trì. Nước này huy động khoảng 90 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu F-35A, F-15K, KF-16, FA-50, F-5 và máy bay tấn công hạng nhẹ K-1. Về phần mình, Không quân Mỹ điều khiển máy bay tấn công A-10 lục quân Mỹ huy động máy bay không người lái MQ-1C. Các tên lửa không đối không như AIM-9X và AIM-120B, bom và tên lửa không đối đất như GBU-31 và AGM-65G đã bắn trúng mục tiêu giả định. Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước. Trọng tâm là thiết lập thế trận sẵn sàng đối phó với các tình huống khiêu khích của đối thủ, nâng cao năng lực vận hành vũ khí và tấn công mục tiêu của các phi công. Theo Business Insider, Triều Tiên đã tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển vũ khí và thường xuyên thực hiện các vụ phóng tên lửa kể từ năm 2022. Gần đây hơn, Triều Tiên đã có những hành động khiêu khích nhằm vào Hàn Quốc. Họ đã thả vô số bóng bay sang nước láng giềng đến tận thủ đô Seoul. Chúng cũng làm vỡ kính chắn gió xe hơi và buộc các quan chức Hàn Quốc phải thân chinh đi khắp các khu vực trong nước để điều phối dọn dẹp các mớ hỗn độn. Theo quân đội và cảnh sát Hàn Quốc, những quả bóng bay mang theo rác gồm các vật dụng như giấy vụn, tàn thuốc và pin đã qua sử dụng một số quả bóng còn kéo theo phân động vật. Chính quyền Hàn Quốc đã khuyên người dân không nên chạm vào những thứ bên trong bóng bóng. Trước đó, Triều Tiên cũng thực hiện chiến dịch thả bóng bay lớn mang theo chuyển đơn vào năm 2016. Phát biểu với những người đứng đầu các hãng tin quốc tế vừa qua, bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) ở thành phố Saint Petersburg của Nga, tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một bức thư từ tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, ông đã trả lời, nếu ông muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong vòng từ 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Cũng tại SPEF, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với hãng tin TASS, Moscow vẫn muốn đàm phán với Kiev, nhưng cần biết ai có đủ tính hợp pháp để đàm phán thay mặt Ukraine. Ông nói, tất nhiên, chúng tôi cần hiểu ai sẽ là đối tác hợp pháp. Nhà ngoại giao Nga cho biết, trước hết, chúng tôi mong đợi rằng phương Tây sẽ ngừng bơm vũ khí cho chính quyền Kiev. Chúng tôi cũng mong đợi Kiev sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán, tự áp đặt với chúng tôi. Ukraine đang tích cực thảo luận về tính hợp pháp của chính phủ trong trường hợp không có các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống, vốn không thể tổ chức trong thời gian thiết quân luật. Ông Putin nói rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của Ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia. Trong khi đó, theo báo South China Morning Post cho biết, cuộc gặp diễn ra giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xu Weidong Đông và người đồng cấp Ukraine Andriy Sibiha tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Sibiha đã thông báo cho người đồng cấp về tình hình ở Ukraine và việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu ở Thụy Sĩ. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh cử một phái đoàn tới hội nghị vào giữa tháng này. Bộ này cho biết, phía Ukraine bày tỏ hy vọng rằng sự tham gia của Trung Quốc có thể trở thành cơ hội tốt để đóng góp thiết thực vào việc thiết lập nền hòa bình, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình với Ukraine tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6 tới. Bắc Kinh giải thích, hội nghị này không đáp ứng được các yêu cầu mà họ đã nêu ra trước đó là phải có sự tham gia công bằng của cả Nga, Ukraine và lắng nghe ý kiến của tất cả các bên. Theo TASS, trong ngày 6 tháng 6, ông Yevgeny Balitsky, thống đốc Zaporizhia do Moscow bổ nhiệm, đã tiết lộ về việc chính phủ Nga xem xét thành lập một vùng liên bang mới từ lãnh thổ sắp nhập. Ông Balitsky cho biết, vấn đề này đang được thảo luận, chúng ta cần một người phù hợp để lãnh đạo vùng liên bang mới, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia và có thể là cả Crimea việc bán đảo Crimea là một phần trong vùng liên bang mới chưa được quyết định chính thức. Quan chức Nga nhấn mạnh, việc thành lập vùng liên bang mới là vô cùng cấp thiết, bởi các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của nước này cần thêm nhân lực để bảo vệ lợi ích. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh đưa 4 vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine vào quân khu phía nam của Nga. Tuy vậy, Nga hiện tại vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Kiev nêu rõ, một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sắp nhập năm 2014, cũng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Năm ngoái, ông Putin thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp, tương đương với 20 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách liên bang trong hai năm rưỡi tới để phát triển bốn khu vực tại Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Ông cũng ký sắc lệnh cho phép trục xuất người dân không có hộ chiếu Nga ở các vùng lãnh thổ này nếu những người này bị xác định gây ra mối đe dọa an ninh với Nga. Sắc lệnh nêu rõ, các mối đe dọa này gồm kêu gọi bạo lực nhằm thay đổi trật tự theo hiến pháp của Nga, lập kế hoạch hoặc tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố, tội phạm cực đoan, Ngoài ra, sắc lệnh còn áp dụng với các trường hợp vi phạm trật tự, an ninh nơi công cộng, bao gồm tham gia vào các cuộc biểu tình, hội họp, tuần hành trái phép. Ở một diễn biến khác, trong ngày 6 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây sẽ làm việc với ông Volodymyr Zelensky cho tới khi Tổng thống Ukraine hoàn thành nhiệm vụ. Ông Peskov nói, đó là một điều rõ ràng, ông Zelensky sẽ bị thay thế sau khi phương Tây đạt được mục đích, việc giảm độ tuổi nhập ngũ đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội Ukraine. Truyền thông Nga cho biết, tuyên bố của ông Petkov đã bổ sung thêm cho bình luận của Tổng thống Putin khi chủ nhân Điện Kremlin tiết lộ rằng Mỹ đang gây sức ép để Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ. Tổng thống Putin nhận định Washington muốn Kiev hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 20 hoặc 18. Ukraine cần thêm nhân lực để bù đắp cho tổn thất trên tiền tuyến. Cần thực hiện nhiều bước để thông qua những điều luật này. Bây giờ là tháng 6, tôi nghĩ rằng ông Zelensky sẽ ở lại cho tới mùa xuân năm sau. Sau khi xong việc, phương Tây sẽ nói tạm biệt với ông ấy. Cũng theo ông Putin, phương Tây đã có sẵn một vài ứng viên tiềm năng để trở thành tổng thống tiếp theo của Ukraine. Phát biểu kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, Paris sẽ sớm cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu Mirage 2000, kèm theo đó là chương trình đào tạo phi công Ukraine. Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ khởi động chương trình hợp tác quân sự mới với Ukraine, trong đó có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm do công ty Dassault của Pháp sản xuất và đào tạo phi công Ukraine tại Pháp. Tuy nhiên, ông Macron không nêu rõ số lượng máy bay sẽ được cung cấp hoặc khi nào chúng sẽ đến Ukraine. Ông Macron cũng nói với TF1 rằng, Paris không lo lắng về việc căng thẳng xung đột. Tổng thống Pháp cũng ủng hộ việc thành lập một lữ đoàn Pháp gồm 4.500 binh sĩ Ukraine do Pháp huấn luyện và trang bị, đồng thời lặp lại tuyên bố của ông vào tuần trước rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa của Pháp để tấn công tầm xa trên đất Nga. Ông Macron nhấn mạnh, chúng tôi đứng về phía người Ukraine, Ukraine được phép tấn công các mục tiêu quân sự Nga phù hợp bắn tên lửa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, tư lệnh không quân Ukraine cho biết những máy bay phản lực Mirage 2000 của Pháp có thể so sánh với F-16 và phù hợp để thay thế cho các máy bay có từ thời Liên Xô của Kiev. Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2005 năm và 65 máy bay Mirage 2000D cũ đang hoạt động, theo bảng xếp hạng của lực lượng không quân thế giới của Fry International với kế hoạch chuyển giao máy bay cho Ukraine Tổng thống Pháp Macron nhiều khả năng phải loại biên hoặc giải thể một số phi đội Mirage 2000. Trong giai đoạn đầu của xung đột, Tổng thống Pháp Macron luôn tỏ ra thận trọng trước các kế hoạch viện trợ vũ khí ồ ạt cho Ukraine và cho rằng điều này có thể leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, lập trường của ông Macron đang dần thay đổi khi trở thành nhà lãnh đạo NATO đầu tiên kêu gọi liên minh quân sự này đưa quân đến Ukraine. Trong khi đó, phía Nga, ông Vladimir Putin cũng tái khẳng định Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xảy ra mối đe dọa đối với chủ quyền. Ông nói, những hành động gần đây của phương Tây sẽ làm suy yếu an ninh quốc tế và có thể tạo ra những vấn đề rất nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố, nếu phương Tây có thể viện trợ vũ khí cho một vùng chiến sự để tấn công vào lãnh thổ và gây ra vấn đề cho chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại không có quyền cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới nơi có khả năng tấn công hạ tầng nhạy cảm của phương Tây. Tổng thống Nga nói thêm, những điều họ làm đang đánh dấu sự tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống lại Liên bang Nga và chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jonathan Feiner cho biết không có vũ khí riêng lẻ nào có thể giúp Ukraine đánh bại Nga. Thay vào đó, Ukraine cần nguồn cung vũ khí liên tục. Có ý kiến cho rằng Kiev đang cần một hệ thống vũ khí có thể giúp họ đạt được đột phá và áp đảo các lực lượng của Nga Tuy nhiên, theo ông Feiner, đây không phải là kiểu xung đột như vậy. Ông Feiner cho biết ông kỳ vọng Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine nguồn cung đạn pháo và vũ khí phòng không liên tục, những vũ khí mà Kiev đang cần nhất. Ông Feiner giải thích, nếu có hai thứ chúng ta có thể cung cấp với số lượng vô hạn cho Ukraine để đào chiêu xung đột, thì đó là đạn pháo và vũ khí phòng không. Quan chức Mỹ thừa nhận, Mỹ đang không có đủ chúng. Ông tiết lộ, Mỹ đang sản xuất nhiều hơn và vào đầu năm sau, Mỹ sẽ ở vị thế mạnh hơn. Vào tháng 5, công ty tham vấn Bain and Company thông báo Nga đang sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần các đối tác của Ukraine và dự kiến Moscow sẽ thay thế hoặc sản xuất được số đạn pháo gấp 4,5 lần phương Tây trong năm nay. Mỹ, giống như các đồng minh ở châu Âu, đang cố gắng tăng cường sản xuất đạn pháo, đặc biệt là đạn pháo cỡ nòng 155mm. Trước khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, Mỹ sản xuất khoảng 14.000 quả đạn pháo mỗi tháng, nhưng mục tiêu là nâng con số này lên 100.000 vào năm 2025. Ngoài sản xuất thêm đạn pháo, ông Feiner cho biết Mỹ đang hợp tác sản xuất với Kiev để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng và cạnh tranh khả năng sản xuất với Nga. Các binh sĩ Ukraine cũng bày tỏ nhu cầu cấp bách về đạn pháo và vũ khí phòng không trên chiến trường trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN tuần trước khi một số người cho rằng các xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp không có đủ. Theo ông Feiner, cuộc xung đột giữa hai đội quân tương tự nhau. Theo một cách nào đó, tập trung vào việc ngăn chặn và đối phó căn bản mà tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta không đánh giá đầy đủ vẫn là một phương diện chính của chiến tranh hiện đại. Không phải sản xuất những vũ khí công nghệ cực kỳ cao mà là sản xuất những loại đạn dược cần thiết. Chúng tôi đang hành động tích cực để cùng nhau đạt được điều này. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và Ukraine đang lên kế hoạch ký thỏa thuận mở rộng hợp tác về công nghệ quốc phòng và trao đổi thông tin tình báo. Trợ lý Tổng thư ký NATO David Van Uyen cho biết thỏa thuận sẽ đề ra các tiêu chuẩn mới về trao đổi thông tin giữa Ukraine và NATO. Thỏa thuận sẽ được hoàn tất trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Một trong những mục tiêu của thỏa thuận là giúp Ukraine trở thành nhà cung cấp công nghệ quy mô lớn sau xung đột. Đối với NATO, mục tiêu là nhân rộng một số ví dụ về triển khai và áp dụng nhanh chóng công nghệ quân sự tuyên bố của ông Van Uyen được đưa ra tại diễn đàn đổi mới quốc phòng NATO Ukraine đầu tiên, diễn ra ở thành phố Krakow của Ba Lan vào đầu tuần này. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện 17 quốc gia, bao gồm Ukraine, Bỉ và Mỹ. Chủ đề chính của diễn đàn là cách đối phó với việc Nga liên tục gây nhiễu hệ thống định vị GPS toàn cầu, khiến một số máy bay không người lái của Ukraine và vũ khí chính xác của nước ngoài không thể hoạt động hiệu quả. Vào cuối tháng 4, hãng hàng không Phần Lan Finnair thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Tartu ở miền đông Estonia trong một tháng do tình trạng nhiễu loạn GPS liên tục khiến hai máy bay không thể hạ cánh. Finne viện dẫn lý do về những mối đe dọa đối với hành khách và phi hành đoàn phát sinh từ việc mất GPS tín hiệu của hệ thống định vị. Hãng bay của Phần Lan cho biết họ không biết sự can thiệp bắt nguồn từ đâu, nhưng trước đó họ đã ghi nhận các vụ việc tương tự gần khu vực Kaliningrad của Nga và biên giới phía đông của Phần Lan với Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng của Litva và Estonia nhắm cáo buộc vào Moscow khi nói rằng việc GPS bị gián đoạn trên toàn bộ khu vực Baltic là do Nga gây nhiễu. Hồi đầu tháng 5, Đức cho biết Nga rất có thể đứng đằng sau một loạt vụ gây nhiễu ảnh hưởng đến hoạt động điều hướng ở khu vực Baltic. Bộ quốc phòng Đức chỉ ra Kaliningrad có thể là nguồn gây nhiễu, mặc dù họ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào với lý do an ninh quân sự. Gây nhiễu hoặc giảm mạo tín hiệu GPS tức kỹ thuật đánh lửa UAV, tên lửa đối phương khiến chúng cho rằng mình đang ở vị trí khác, cũng như làm gián đoạn hoạt động của radar, sóng vô tuyến và liên lạc của thiết bị di động là các hình thức tác chiến điện tử mà Nga đang sử dụng. Một trong những hệ thống gây nhiễu GPS từng được Nga công khai là Pol 21 được trang bị 3 tên, mỗi chiếc có thể vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh trong khu vực có hình rẻ quạt, rộng 125 độ, cao 25 độ và bán kính từ 25 đến 80 km mỗi hệ thống Pol 21 có thể kết nối với 100 anten riêng biệt, bao phủ khu vực có diện tích 22.500 km vuông. Đây không phải lần đầu Nga bị nghi gây nhiễu GPS, cản trở hoạt động của quân đội các nước thành viên NATO. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng các nước phương Tây đang tự bắn vào chân mình khi áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow theo hãng tin RT, đây là tuyên bố ngày 6 tháng 6 của Bộ trưởng Siluanov tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg SPIEF sau khi Nga được xếp hạng là nền kinh tế thứ tư trên thế giới tính theo sức mua tương đương. Hồi tuần trước, Ngân hàng Thế giới tuyên bố Nga đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới kể từ năm 2021, vượt qua cả Nhật Bản và Đức. Ông Siluanov nói, tôi nghĩ các biện pháp trừng phạt là nguyên nhân. Các quốc gia phương Tây vui vẻ áp đặt trừng phạt, nhưng họ lại tự bắn vào chân mình, nền kinh tế của họ đang bị trì trệ, còn nền kinh tế của chúng tôi đang phát triển. Quá trình tăng trưởng kinh tế của Nga đã tăng tốc. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga đã tăng 3,6% trong năm 2023. Hồi tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định nền kinh tế Nga được cho là sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến khác trong năm nay. GDP của Nga được dự báo tăng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2% và Pháp 0,7%. Ông Siluanov nói thêm, Nga đã học được cách vượt qua những tình huống khó khăn và hỗn loạn nhất của nền kinh tế toàn cầu như trong dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Điều này đạt được là nhờ vào chính sách tiền tệ và ngân sách mà Nga áp dụng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành cuộc chiến tiêu hao giới chức phương Tây hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ gây sức ép buộc Nga phải ngừng bắn. Một số ý kiến thậm chí cho rằng kinh tế Nga sẽ sụp đổ vì các nguồn lực đổ cho cuộc chiến ở Ukraine. Một năm trước, các nhà phân tích phương Tây từng dự đoán kinh tế Nga sẽ suy giảm trong suốt năm 2023. Tuy nhiên đến nay, có thể kết luận rằng những dự báo tồi tệ nhất về nền kinh tế Nga đã không xảy ra. Cho đến nay, kinh tế Nga vẫn hưởng lợi từ các doanh nghiệp hiện do nhà nước kiểm soát và nền kinh tế được bảo đảm bằng ngân sách chính phủ, dù đó không phải là một chiến lược kinh tế khả thi về dài hạn. Các nhà nghiên cứu từ Carnegie Endowment cho biết, Nga đã tìm ra cách lách các biện pháp trừng phạt như bán dầu cho các đồng minh trong khi nhập khẩu hàng hóa phương Tây thông qua các nước bên thứ ba. Ngoài ra, điều này một phần nhờ vào vị thế vững chắc của Nga trong vai trò nhà sản xuất các mặt hàng như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, lúa mì và kim loại. Hiện Nga đã chuyển hướng thương mại sang châu Á và nỗ lực từ bỏ đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại mà thay vào đó sử dụng đồng nội tệ. Defense Express vừa công bố thông tin pháo phòng không tự hành Cheta đã được biên chế cho lực lượng phòng không Ukraine. Đây cũng được cho là những hình ảnh đầu tiên của hệ thống này tại Ukraine. Thực chất pháo phòng không Cheta là tên gọi khác của pháo phòng không Gepard do Đức sản xuất, vốn đã được Berlin chuyển giao cho Kiev. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cheta tại Ukraine có phần đặc biệt hơn. Cụ thể, 60 pháo phòng không Gepard được Đức bán cho Hà Lan và được lấy tên là Cheta. Sau đó, năm 2013, Hà Lan bán cho Jordani với giá 21 triệu euro. Khi kho vũ khí ngày càng bị thu hẹp, Mỹ theo đuổi nhiều biện pháp khác nhau để tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Moscow-Kiev vẫn diễn ra, trong đó có chính sách mua lại từ nước thứ ba. Vì vậy, tháng 11 năm 2023, chính quyền Washington quyết định chi 110 triệu euro mua 60 pháo phòng không Cheta để viện trợ Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI. Hiện chưa rõ phía Kiev đã nhận được toàn bộ số pháo này hay chưa. Cheta là một loại pháo phòng không tự hành với hai khẩu pháo 35 ly. Nó có thể được sử dụng để chống lại máy bay và trực thăng ở độ cao lên tới 3.500 mét, cũng như chống lại các mục tiêu mặt đất được bọc thép nhẹ như xe bộ binh và xe tăng vận tải. Điều này có nghĩa là Cherta có thể được sử dụng như một vũ khí phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, Cherta sẽ không có cơ hội chống lại xe tăng chiến đấu vì chỉ sở hữu pháo cỡ nòng tương đối nhỏ. Cherta có tầm hoạt động khoảng 550 km và có thể vượt qua các vùng nước mà không cần thiết bị bổ sung đặc biệt. Điều khiến Cherta trở nên phù hợp với sứ mạng ở Ukraine là vũ khí này được phát triển để chống lại các máy bay trực thăng chiến đấu bọc thép như Mi-24H -MI của Liên Xô Nga. Cheta ra mắt năm 1976 và từ lâu đã trở thành nền tảng hệ thống phòng không của quân đội Đức cũng như quân đội Hà Lan và Bỉ. Nhưng ở quốc gia đó, loại pháo này được cho nghỉ hưu cách đây khoảng 20 năm và chiếc cuối cùng đã ngừng hoạt động ở Đức vào năm 2012. Romania là quốc gia NATO duy nhất vẫn sử dụng Cheta và các mẫu của Đức trước tiên phải được đưa vào hoạt động trở lại rồi mới chuyển cho Ukraine. Một vấn đề khác đối với việc triển khai Cheta ở Ukraine có thể là do hệ thống điện tử phức tạp của nó cũng như radar và hệ thống điều khiển hỏa lực đòi hỏi việc huấn luyện mất ít nhất 6 tháng. Đó là lý do tại sao Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo đề xuất gửi xe tăng Leopard 1 hoặc xe chiến đấu bộ binh Marder để thay thế. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5 tháng 6 tuyên bố quốc gia này cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất liên quan đến bóng ma chiến tranh ở châu Âu. Ông Pistorius cho rằng Đức cần tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang quốc gia trước cuối thập kỷ này, trong bối cảnh động thái phát động kế hoạch quân sự của Nga đã dấy lên những mối lo ngại về an ninh châu Âu trong tương lai. Hãng tin DVK dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Boris Pistorius trong phiên chất vấn tại Hạ viện Đức. Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu trước các hãng thông tấn bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPEF lần thứ 27 – khi những xe tăng đầu tiên do Đức sản xuất xuất hiện trên đất Ukraine, nó đã tạo ra một cú sốc về đạo đức ở Nga, bởi vì lập trường đối với Cộng hòa Liên bang Đức trong xã hội Nga luôn rất tốt. Bây giờ, khi họ nói rằng một số loại tên lửa sẽ sớm xuất hiện và sẽ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, điều này tất nhiên sẽ phá hủy hoàn toàn mối quan hệ Nga-Đức. Trong những ngày gần đây, Tổng thanh tra quân đội Đức, Karsten cho biết sẽ mất từ 5 đến 8 năm để Nga tái thiết lực lượng vũ trang sau cuộc chiến khốc liệt ở Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc đến năm 2029, NATO phải chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga. Ông Pistorius nhấn mạnh, trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi cần những nam nữ thanh niên tham gia phòng thủ có thể bảo vệ đất nước. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Forsa hồi tháng 3 cho thấy, khoảng một nửa số người Đức được hỏi ủng hộ việc áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc vốn đã được đình chỉ vào năm 2011. Nội các Đức vừa phê duyệt một tài liệu khung mới về quân sự và phòng thủ dân sự của Đức đặt ra trách nhiệm của quân đội, các tổ chức viện trợ và cơ quan phòng thủ dân sự trong trường hợp xảy ra thảm họa và chiến tranh. Các hướng dẫn mới này thay thế tài liệu cũ từ năm 1989 và để đối phó với các mối đe dọa trên mạng và chiến tranh hỗn hợp. Phát biểu ngày 5 tháng 6 tại lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ILA Berlin 2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết rằng chính phủ của ông sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà sản xuất ở châu Âu. Ông Sôn nêu rõ, ngày nay chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh ở châu Âu và Đức có thể liên tục sản xuất tất cả các loại vũ khí chính và đạn dược cần thiết. Tại sự kiện này, ông Sôn thông báo Đức sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter từ Airbus để tăng cường khả năng phòng thủ. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đức cũng tuyên bố sẽ mua thêm hai tàu khu trục nhỏ bên cạnh 4 tàu khu trục đã được đặt hàng như một phần cốt lõi của chính sách quốc phòng mới của chính phủ Đức. Hôm mùng 6 tháng 6, Tổng thống Biden nói với ABC News tại Normandy, Pháp, rằng tôi đã biết ông Putin từ những năm 1980. Ông ta đã làm cho tôi lo ngại suốt hơn 40 năm qua. Tuyên bố trên của Tổng thống Biden đang gây xôn xao cả trên chính trường lẫn mạng xã hội. Đài RT dẫn lời cựu nhân viên Thượng viện Mỹ, Steve Gates, hoặc ông Biden đang nói dối, hoặc ông thừa nhận mình đã liên lạc với đặc vụ của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, KGB, từ năm 1984. Hoặc ông không biết mình thực sự đang nói về cái gì. Thực tế, ông Putin là điệp viên ngầm của KGB tại Leningrad vào đầu những năm 1980. Khi 30 tuổi vào năm 1982, ông Putin làm việc ở Đông Đức. Tên tuổi của ông Putin chỉ được cộng đồng quốc tế biết đến kể từ năm 1999, sau khi bất ngờ được Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin bổ nhiệm làm quyền Thủ tướng Nga. Ông Biden, 81 tuổi, hơn ông Putin 10 tuổi, là thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1973 cho đến khi ông nhậm chức phó tổng thống vào năm 2009. Ông Biden được cho là lần đầu tiên gặp ông Putin vào tháng 3 năm 2011, giai đoạn ông Putin đang là thủ tướng Nga. Tuyên bố của tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có tín hiệu lắng dịu sau khi bùng nổ từ cuối tháng 2 năm 2022. Kiev cho biết hơn 100 quốc gia đã nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới tại thành phố Lushen, Thụy Sĩ. Thay vào đó, ông đã cử cấp dưới tới dự thay. Nga không được mời tham dự, trong khi Trung Quốc cũng thông báo khó có thể có mặt vì hội nghị chưa đáp ứng được những đề nghị của Bắc Kinh lẫn kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Việc Trung Quốc vắng mặt khiến Ukraine thất vọng và Mỹ đã lên tiếng khuyến khích Bắc Kinh tham gia. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chúng tôi chắc chắn sẽ khuyến khích Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ. Họ đã tham dự các hội nghị trước đó. Chúng tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Trung Quốc rất hữu ích. Một tuần trước, hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Trung Quốc có thể chủ trì cuộc hòa đàm mà cả Nga và Ukraine có thể tham gia. Không quân Phần Lan đã điều động 7 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư FA-18 Hornet tới căn cứ không quân NATO ở Romania. Các máy bay chiến đấu này sẽ được tháp tùng bởi một nhóm khoảng 80 binh sĩ Phần Lan, bao gồm cả phi công và nhân viên kỹ thuật để bảo dưỡng thiết bị. Theo thông cáo báo chí của lực lượng quân sự tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, các máy bay F-18 Phần Lan đã hạ cánh xuống căn cứ không quân số 57 ROAF-57 Air Base của Romania mang tên Mihai Gokanisenu gần Constanta. Theo mệnh lệnh điều động, các chiến đấu cơ nước này sẽ cùng với các máy bay của các nước khác trong liên minh quân sự phương Tây sẽ tham gia thực hiện chức năng như một lực lượng cảnh sát trên không của khối NATO. Thông cáo báo chí của NATO cho biết các phi công Phần Lan, Rumani và Anh sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát trên không nâng cao dưới sự chỉ huy của NATO trong hai tháng. Bản tóm tắt chính thức của Bộ Quốc phòng Rumani cho biết nhiệm vụ của sứ mệnh này sẽ là đảm bảo an ninh không phận Rumani, ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị khác nhau của quân đội đồng minh. Vấn đề được giới chuyên gia quân sự Nga chú ý là khu vực hoạt động của chiến dịch có thể bao gồm phần không phận phía Tây của Biển Đen, nơi mà các máy bay trinh sát chiến lược có và không người lái của NATO thường xuyên lượn lờ, giám sát các hoạt động của tàu thuyền trên biển và cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo Crimea. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Nga, việc chuyển nhân lực và trang thiết bị tới Rumani cho thấy Liên minh NATO đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trinh sát, định vị mục tiêu theo dõi hoạt động điều chuyển quân của lực lượng vũ trang Nga ở Crimea và phía nam Ukraine hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Theo tờ The New York Times, Biển Đen giáp với Ukraine, Nga và ba nước thành viên NATO ngày càng trở thành một tâm điểm căng thẳng về quân sự và địa chính trị, nhất là sau khi Moscow quyết định chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc. Sau khi tuyên bố dừng thỏa thuận ngũ cốc, Nga tiếp tục phong tỏa Biển Đen, đe dọa bất kỳ tàu nào di chuyển đến các cảng Ukraine sẽ bị coi là tàu quân sự và bị nhắm mục tiêu. Các tàu chiến Nga tích cực tuần tra và dội tên lửa vào các thành phố, cảng biển, kho chứa ngũ cốc Ukraine, nhất là các cơ sở ở thành phố cảng Odessa. Nga tấn công cảng ở thị trấn Reni trên sông Danube thuộc Ukraine, phá hủy một kho chứa ngũ cốc. Điều đáng nói, địa điểm trên sông Danube này nằm sát biên giới Rumani, thành viên NATO và đây là lần đầu tiên Nga tấn công vào địa điểm này, làm giới lên lo ngại rằng cuộc xung đột NATO-Nga có nguy cơ bùng nổ trong nhiều năm moscow đã tìm cách tăng cường ảnh hưởng quanh biển đen nga đầu tư mạnh vào việc phát triển các cảng biển và thành phố nghỉ dưỡng củng cố sức mạnh quân sự tại các căn cứ hải quân trong khu vực các cảng biển đen dọc theo vùng nước ấm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quanh năm biển đen được ví như là một giao lộ địa chính trị giúp nga triển khai sức mạnh ở châu âu trung đông và xa hơn nữa kiểm soát biển đen có thể coi là một mục tiêu chiến lược của nga và đó là một trong những lý do Nga sát nhập Crimea vào năm 2014. Đến năm 2022, chỉ ít lâu sau khi mở kế hoạch quân sự, lực lượng Nga đã tấn công các tàu dân sự và cảng Ukraine dọc theo bờ biển. Kể từ đó, Moscow đã kiểm soát ba cảng lớn của Ukraine, đồng thời giải mìn trên vùng biển đen, vô hiệu hóa hải quân Ukraine và phong tỏa vận tải biển với các dân sự đến và đi từ tất cả các cảng do Ukraine kiểm soát. Cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát biển đen có tác động đối với thị trường năng lượng toàn cầu và nguồn cung cấp lương thực thế giới. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ đặt ra những thách thức mới cho NATO trong việc tìm cách duy trì vị trí trung tâm của luật pháp quốc tế, tự do hàng hải trên biển mà không kéo liên minh trực tiếp vào xung đột với Nga. Theo dữ liệu từ FlyRadar 24, trang web theo dõi chuyển động của máy bay và các vật thể trên không cho biết, máy bay trinh sát không người lái UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã xuất hiện trên Biển Đen với tổng thời gian nhiều gấp 2 lần so với bình thường. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, sự gia tăng thời gian bay trên Biển Đen cho thấy UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã không thể thu thập và truyền dữ liệu thông tin cần thiết trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử EVK của Nga đã gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát của RQ-4B Global Hawk buộc những chiếc UAV này phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển đen. Được biết, Flyradar 24 đưa tin một máy bay trinh sát không người lái Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ có số đuôi 102045 ký hiệu Fort đã cất cánh từ sân bay Catania trên đảo Sicily của Italia, sau đó bay qua không phận của Hy Lạp và Bulgaria đến Biển Đen. Chuyến bay của UAV RQ-4B Global Hawk này được hơn 5.000 người dùng theo dõi trước khi biến mất trên màn hình. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Drozdenko cho biết, sự gián đoạn của RQ-4B Global Hawk trên Flyradar 24 nhiều khả năng do UAV đã tắt bộ thu phát tín hiệu. Ông cũng không loại trừ khả năng máy bay không người lái Mỹ thay đổi lộ trình trong quá trình trinh sát Crimea. Trong khi đó, đã xuất hiện nhiều thông tin nói về khả năng Nga sẽ bắt đầu bắn hạ máy bay trinh sát không người lái của NATO trên bầu trời biển đen nhằm hiện thực hóa việc lập vùng cấm bay. Nếu diễn biến trên trở thành sự thật, đây sẽ là phản ứng nghiêm túc và cứng rắn nhất của Nga đối với các hành động mang tính thù địch của Liên minh quân sự NATO trong khu vực Biển Đen. Việc lập vùng cấm bay nhằm đáp trả hoạt động ngày càng dày đặc của các máy bay không người lái thuộc nhiều quốc gia NATO gần biên giới và những cơ sở quân sự của Nga. Với những gì diễn ra, khả năng ra quyết định bắn hạ UAV trinh sát NATO được coi là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh đất nước và lực lượng hàng không vũ trụ sẽ chịu trách nhiệm thực thi. Hoạt động của máy bay không người lái NATO tại Biển Đen bị Moscow coi là sự liên quan trực tiếp của phương Tây và cuộc xung đột Ukraine, trong khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương luôn phớt lờ mọi cảnh báo mà Điện Kremlin đưa ra. Giới chức Ukraine đang thúc ép Mỹ và các nước khác tăng cường đào tạo phi công F-16 vì tốc độ hiện nay không đủ bảo đảm số lượng cần để điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu sắp được bàn giao cho Kiev. Politico dẫn các nguồn tin cho biết, Ukraine cho biết họ có 30 phi công đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình đào tạo ở Mỹ ngay lập tức. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói với Kiev rằng cơ sở tại Arizona không thể tiếp nhận nhiều hơn 12 học viên phi công cùng lúc. Hai cơ sở khác ở Đan Mạch và Rumani cũng gặp vấn đề tương tự. Đây là trở ngại mới nhất trong nỗ lực đưa máy bay chiến đấu F-16 hiện đại đến Ukraine. Kiev thúc giục phương Tây bàn giao F-16 ngay từ những tháng đầu của cuộc xung đột, nhưng chính quyền Tổng thống Biden liên tục từ chối. Tháng 5 năm 2023, Tổng thống Biden đã bật đèn xanh để các quốc gia khác gửi máy bay F-16 của họ cho Ukraine. Nhưng những thách thức về hậu cần liên tục làm chậm khâu huấn luyện. Phương Tây cũng phải mất nhiều tháng mới chính thức đồng ý gửi máy bay cho Kiev. Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Bỉ có kế hoạch chuyển hơn 60 chiếc F-16 do Mỹ sản xuất tới Kiev trong mùa hè này. Ukraine tin rằng việc triển khai thêm F-16 sẽ giúp họ đẩy lùi lực lượng Nga ở những chiến trường như Kharkov, nơi Moscow đạt được bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Mỹ không kỳ vọng những chiếc tiêm kích này có thể thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO, ông Jens Stoltenberg cho rằng chỉ riêng máy bay chiến đấu này sẽ không thể giúp Kiev xoay chuyển tình hình. Ông nói, một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện xung đột. Mặc dù F-16 có thể không mang lại giải pháp mang tính quyết định cho khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng ông Stoltenberg cho biết các máy bay chiến đấu này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Kiev. Ông nói, F-16 sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng Nga. Những quả bom lượn vốn đã trở thành mối đe dọa với các lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột, hiện trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong những tuần gần đây khi Nga sử dụng vũ khí này để tấn công thành phố Kharkov và khu vực xung quanh. Chiến đấu cơ Nga có thể phóng bom lượn từ xa trong không phận an toàn của mình và nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine. Cách duy nhất để Ukraine có thể bảo vệ quân đội và các thành phố của mình khỏi những quả bom này là đánh chặn chiến đấu cơ Nga trước khi những phương tiện này phóng chúng. Kiev nhìn chung không thể thực hiện điều đó, nhưng sự thay đổi chính sách trên cũng như việc phương Tây hỗ trợ bổ sung các hệ thống phòng không có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa này. Ông Matthew Saville, Giám đốc khoa học quân sự tại Russia cho rằng chiến thuật trên yêu cầu phải di chuyển hệ thống này quanh các cơ sở hạ tầng và có thể đặt chúng vào rủi ro bị tấn công lớn hơn nhưng cũng gây ra thách thức cho chiến đấu cơ Nga hiện đang phóng vũ khí từ không phận của mình, nơi mà họ tin là sẽ được an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng những thay đổi chính sách của phương Tây không phải là viên đạn bạc cho Ukraine và chỉ riêng khả năng tấn công sâu sẽ không đủ để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Giới lãnh đạo Ukraine vừa qua tuyên bố Quân đội nước này đã sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Theo lời phó chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo của Quốc hội Ukraine, Ihor Chanyev, loại vũ khí được quân đội nước này sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào nhiều kho hậu cần và pháo binh nằm trong lãnh thổ Nga chính là hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. tờ The Hill dẫn lời ông Chanyev nói: "Chúng tôi đã đạt được một số thành công và buộc Nga ngừng thao kích thành phố Kharkov. Đồng thời, nhờ những cuộc tập kích bằng HIMARS." chúng tôi đã làm giảm tiềm năng tấn công của binh sĩ Nga trong khu vực này. Ông Chernyev sau đó cũng đã kêu gọi chính quyền Mỹ hãy gửi thêm nhiều hệ thống phòng không, cũng như phê chuẩn cho quân đội Ukraine nã tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS vào các sân bay quân sự Nga. Ông cũng cho hay rocket Himes đã đánh trúng và phá hủy một số bệ phóng tên lửa phòng không Nga ở vùng Belgorod, cách biên giới Ukraine hơn 30 km. Theo ông Chernyev, đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga sau khi được chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép. Theo đó, Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov, tập kích đáp trả lực lượng Nga hoặc chuẩn bị tấn công họ. Trong khi đó, trang Kiev Independent dẫn thông cáo từ giới chức tỉnh Rostov của Nga cho biết nhà máy lọc dầu Novosakhtinsk tại đây cũng đã bị hỏa hoạn sau hàng loạt vụ nổ. Tỉnh trưởng Rostov, ông Vasily Golubev nói vụ hỏa hoạn gây ra bởi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Kênh Telegram của Rostov News sau đó công bố đoạn video ghi lại địa điểm được cho là nhà máy lọc dầu Novosaktinsk đang bị hỏa hoạn. Từ khi xung đột bùng phát, Ukraine nhiều lần công kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chủ yếu sử dụng máy bay không người lái do nước này tự sản xuất. Việc được sử dụng vũ khí Mỹ có thể giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga từ Belgorod và gây nhiều thiệt hại hơn với cơ sở hạ tầng quân sự đối phương. Gần đây, khi được hỏi liệu sử dụng vũ khí Mỹ bên trong lãnh thổ Nga có giúp Ukraine đẩy lùi đà tiến quân của đối phương hay không, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói rằng đó là tình huống không thể nói trước. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết Ukraine đang gặp khó khăn sau nhiều tháng viện trợ quân sự từ Mỹ bị trì hoãn và việc cung cấp thêm vũ khí đã giúp ép củng cố phòng tuyến. Ông Sullivan cũng cho hay, vũ khí được đưa đến chiến trường với số lượng lớn vài tuần qua đã tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi hy vọng họ sẽ duy trì được bước tiến và cuối cùng không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn đẩy lùi lực lượng Nga. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn số 71 của lực lượng vũ trang Ukraine và các binh sĩ Ukraine khác đang bảo vệ Kharkov gần Voktchan đã chia sẻ với Telegraph về mức độ hữu ích đặc biệt của việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Một trong những binh sĩ Ukraine cho biết nhờ được sử dụng vũ khí tối tân của phương Tây, họ đã có khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga những binh sĩ đang chiến đấu để bảo vệ Vukchan kể lại rằng trước đây Ukraine không thể tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga ở biên giới. Khi các lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công Kharkov vào tháng 5, Ukraine đã không thể tấn công vào các điểm tập trung quân của đối phương hoặc tiến hành các cuộc phản công hiệu quả do các hạn chế của phương Tây. Lực lượng Nga được cho là đã lợi dụng điểm này để pháo kích hoặc không kích Kharkov từ phía biên giới của họ nhằm giảm rủi ro cho các lực lượng của họ. Quân đội Ukraine dự đoán các cuộc tấn công của nước này nhằm vào chuỗi cung ứng và hậu cần cũng như các căn cứ không quân, pháo binh và các địa điểm tập trung, tập kết binh sĩ Nga bên trong lãnh thổ nước này giờ đây sẽ gây tổn hại đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu vào tỉnh Kharkov. Do đó, việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ giúp ích cho lực lượng Ukraine. Telegraph cũng trích dẫn tuyên bố của ông Andriy Zermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine rằng việc Mỹ và phương Tây cho phép ép tấn công lãnh thổ Nga là một quyết định cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc xung đột việc lên kế hoạch phản công và sẽ làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của họ ở khu vực biên giới. Trước đó, hãng tin Pravda dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, vũ khí của Mỹ gần đây đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ địa điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chúng chỉ được sử dụng tấn công vào các mục tiêu ở các khu vực giáp Kharkov. Sau tuyên bố của Mỹ, cùng ngày, Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được Ukraine sử dụng để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công từ Nga. Trong một diễn biến mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa là một sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng, kéo phương Tây tới một cuộc xung đột với Nga. Ông Peter Kuznick, giáo sư lịch sử và giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ cho rằng Tổng thống Joe Biden khó có thể chấp nhận đề xuất thảo luận về xung đột Ukraine của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Bình luận về những phát biểu của ông Putin tại cuộc họp với các giám đốc hãng thông tấn quốc tế do TASS tổ chức, ông Kuznick cho biết Tổng thống Putin bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán, nhưng người đồng cấp Biden có thể sẽ không chấp nhận đề xuất đó cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 vì lo ngại bị rơi vào thế yếu. Ông Biden muốn thể hiện mình mạnh mẽ và kiên quyết trước đối thủ Donald Trump. Ông Kuznick nói, mối nguy hiểm là nếu chúng ta không hạ nhiệt tình hình ở Ukraine, chúng ta có thể không trụ được đến tháng 11, chúng ta có thể tự hủy diệt trước thời điểm đó. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích NATO, nhưng giờ đây, khi hầu hết các nước NATO tăng cường ngân sách quân sự, ông Trump sẽ tán thành điều đó và thân thiện trở lại với NATO. Cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được đề cử trở thành ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới, sau kết quả bầu cử sơ bộ và họp kín của các đảng tương ứng. Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức đề cử ông Trump tại đại hội đảng dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7 tại Milwaukee, Wisconsin. Trong khi đó, ông Biden cũng đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Về phần mình, bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPEF hôm mùng 5 tháng 6, Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã trả lời rằng nếu ngài muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh phương Tây đang tích cực viện trợ quân sự và thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine. Ông Putin cảnh báo Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev đạn tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có quyền hành động theo cách tương tự. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhìn chung nó dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Đồng thời ông cũng khẳng định Moscow không dung dưỡng các tham vọng đế quốc và bác bỏ những cáo buộc về việc Nga có ý đồ tấn công các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu với những người đứng đầu các hãng tin quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF ở thành phố Saint Petersburg, nước Nga, Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một bức thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông đã trả lời, nếu ông muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong vòng từ 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin tiết lộ câu trả lời như trên trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông Putin gợi ý, khi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev đạn dược tầm xa nhắm vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các bên nước ngoài có thể sử dụng chúng để tấn công những bên ủng hộ Ukraine. Theo Reuters, ông còn nói rằng việc sử dụng tên lửa Atak MS hay tên lửa Storm Shadow của Anh chống lại Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống phòng không và tiêu diệt chúng. Tổng thống Putin còn nói rằng, ông có thể triển khai tên lửa thông thường có tầm tấn công tới Mỹ và các đồng minh châu Âu của Mỹ nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Ông cảnh báo rằng nếu phương Tây tiếp tục gia tăng sự trợ giúp, những hành động như thế sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc tế. Mới đây, Đài RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính họ, chứ không quan tâm tới Ukraine. Theo ông Putin, việc Mỹ tham gia cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine bằng cách viện trợ cho Kiev nhằm thúc đẩy tham vọng toàn cầu của Washington. Khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Nga, ông Putin nhận định rằng điều đó phần lớn phụ thuộc vào chính Washington và nhận thức của nước này về thực tế. Tổng thống Putin nói thêm rằng nước Mỹ hiện đang tập trung vào các tham vọng theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, điều mà nhà lãnh đạo Nga cho rằng đang tiêu diệt nước Mỹ từ bên trong. Tổng thống Putin nói không ai ở Mỹ quan tâm tới Ukraine. Washington không chiến đấu vì Ukraine hay người dân Ukraine Họ đang chiến đấu vì sự vĩ đại của chính họ và vì tham vọng lãnh đạo toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Mỹ hiện tại không quan tâm nhiều đến việc giúp Kyiv chiếm ưu thế trong tình hình bế tắc đang diễn ra. Thay vào đó, Mỹ đang quyết tâm ngăn chặn bất kỳ thành công nào của Nga vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo của Washington. Ông Putin khẳng định những tham vọng toàn cầu hóa đó có hại cho chính nước Mỹ, đồng thời nêu rõ lạm phát cao và khoản nợ khổng lồ là một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ hiện đang phải đối mặt. Phát ngôn của tổng thống Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là kẻ thù. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ là quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Tài khoản Telegram của blog quân sự btvt.info ngày mùng 5 tháng 6 cho biết, một mẫu xe tăng được trang bị hệ thống ghế phóng đã được đăng ký bằng sáng chế ở Nga thông tin cụ thể về chiếc xe tăng không được đề cập ngoại trừ mô tả chung về hệ thống ghế phóng theo đó tổ lái sẽ ngồi trong buồng thoát hiểm được trang bị hộp nổ để có thể phóng ra ngoài khi kích hoạt trong tình huống khẩn cấp khi buồng thoát hiểm được phóng ra ngoài động cơ xe tăng sẽ tự động dừng giữa buồng thoát hiểm và khoang chứa đạn ở giữa thân xe có vách ngăn hình vòng cung đầu các quả đạn được đặt theo hướng chữa ra xa tổ lái dường như để hạn chế thiệt hại trong trường hợp khoang chứa đạn bị kích nổ theo defense express đây là giải pháp của nga nhằm giảm thiểu thương vong trước hiện tượng bay tháp pháo thường gặp trên xe tăng do nước này sản xuất do thiết kế khoang chứa đạn ngay bên dưới tháp pháo thiết kế này đồng nghĩa khi phần thân xe bị trúng đạn những quả đạn bên trong có thể bị kích nổ theo phản ứng dây chuyền tạo ra vụ nổ cực lớn thổi bay tháp pháo khiến xe tăng bị phá hủy hoàn toàn và kíp lái gần như không có cơ hội sống sót đây là một trong các lý do khiến moscow hứng chịu thiệt hại lớn về xe tăng trong cuộc xung đột Quân đội Ukraine hôm mùng 5 tháng 6 cho biết Nga đã mất hơn 7.800 xe tăng, cao gấp đôi số lượng nước này có trước khi xung đột bùng phát. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, đưa ra con số thấp hơn khoảng 3.300 xe tăng. Ở giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột tại Ukraine, các cỗ máy Nga không chỉ thể hiện sức mạnh và ưu thế chiến lược mà còn thể hiện khả năng thích ứng với những điều kiện chiến tranh đang thay đổi. Một trong những ví dụ nổi bật về sự thích ứng như vậy là việc cải tiến xe tăng Nga giúp chống lại thành công các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Cách đây không lâu, các kỹ sư Nga đã phát triển và triển khai nhiều hệ thống bảo vệ độc đáo cho xe tăng, được mọi người biết đến với biệt danh là nhím hay sa hoàng vỉ nướng. Theo Avia Pro, những chiếc xe tăng có áo giáp nhím được trang bị tấm tre đặc biệt và lưới chắn giúp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của đạn từ trên không. Nhờ những cải tiến này, xe bọc thép của Nga có thể chống chọi lại các cuộc tấn công lớn từ máy bay không người lái UAV cảm tử của Ukraine, giảm thiểu thiệt hại và duy trì hiệu quả chiến đấu trên mặt trận. Mới đây, thông tin một chiếc xe tăng có áo giáp nhím của Nga sống sót sau 40 cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine đã được công khai. Hình ảnh cho thấy, nó không chỉ chống chọi thành công những nỗ lực tấn công của Ukraine, mà còn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Điều này cho thấy hiệu quả cao của các hệ thống bảo vệ mới. Dẫn thông tin từ tờ The Wall Street Journal của Mỹ, truyền thông Israel cho biết chỉ huy lực lượng Hamas, ông Yahya Sinwa đã đưa ra phản ứng ngắn gọn với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng 5 vừa qua. Trong đó, chỉ huy hàng đầu Hamas đã nói với các nhà trung gian Ả Rập rằng lực lượng này sẽ không hạ vũ khí hay ký thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất mới. Tuy nhiên, Cả Hamas lẫn hai nhà trung gian quốc tế là Ai Cập và Qatar chưa xác thực thông tin này. Ông Osama Hamdan, quan chức cấp cao Hamas hôm 6 tháng 6 khẳng định, nhóm này vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản cụ thể nào liên quan đến đề xuất ngừng bắn theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari nói rằng Hamas vẫn chưa đưa ra phản ứng của nhóm này đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất. Tương tự, truyền thông Ai Cập nhận định nhóm vũ trang Palestine có thể đưa ra câu trả lời chính thức với đề xuất ngừng bắn sau ít ngày nữa. Trong tuyên bố chung ngày 6 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và 16 nhà lãnh đạo quan trọng của các nước châu Âu và châu Mỹ Latin cùng kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và Israel chấp nhận thỏa hiệp. Tuyên bố này cho biết, không còn thời gian nữa. Tại thời điểm quyết định này, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel cũng như Hamas thực hiện bất kỳ thỏa hiệp cuối cùng nào cần thiết để đạt được thỏa thuận này. Đã đến lúc kết thúc chiến tranh, và thỏa thuận này là điểm khởi đầu cần thiết. Theo hãng tin AFP, các bên tham gia tuyên bố gồm các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Ngoài ra, các lãnh đạo những nước đông dân nhất Nam Mỹ như Brazil, Colombia, Argentina cũng tham gia. Tuần trước, ông Biden đã công khai kế hoạch mới cho Gaza. Theo đó, Israel sẽ rút khỏi các trung tâm dân cư ở khu vực này và Hamas sẽ thả các con tin trong 6 tuần đầu tiên và lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục gia hạn trong các giai đoạn tiếp theo. Ngày 6 tháng 6, Ai Cập đã nhận được những tín hiệu đáng khích lệ từ Hamas về thỏa thuận ngừng bắn. Hãng tin Al-Qaeda News dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết Ai Cập, Qatar và Mỹ đóng vai trò trung gian trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhiều tháng qua. Các nhà lãnh đạo Hamas đã thông báo với chúng tôi rằng họ đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn một cách nghiêm túc và tích cực. Nguồn tin này tiết lộ cho biết Hamas có thể đưa phản hồi trong vài ngày tới. Vừa qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã xác định được vị trí và phá hủy đường hầm lớn của Hamas ở Rafa, phía nam Gaza, gần cửa khẩu biên giới với Ai Cập. Cụ thể, theo tờ The Times of Israel, IDF đã xác định được một số chục đường hầm ở khu vực Rafa, dẫn ra đường hầm dài 2 km với một số lối đi dễ ra khỏi con hầm này. Bên trong đường hầm, phía Israel đã tìm thấy vũ khí, thuốc nổ và một lượng lớn tài liệu tình báo. Một số khu vực trong đường hầm bị chặn bằng cửa chống nổ. Các kỹ sư của IDF sau đó đã phá hủy đường hầm này, được cho là một phần của mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đào bên dưới Gaza. Cho đến nay, IDF đã xác định được tổng cộng khoảng 20 đường hầm chạy qua Ai Cập, dọc theo hành lang Philadelphia, ngăn cách Rafah với Ai Cập. Israel cũng tìm thấy ít nhất 82 trục dẫn vào các đường hầm trong khu vực. Theo IDF, Hamas đã sử dụng các đường hầm này để tuồn vũ khí vào Gaza, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của Ai Cập trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, Tuần trước, truyền thông nhà nước Ai Cập đã trích dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên phủ nhận sự tồn tại của những đường hầm này. Một nguồn tin cấp cao của Ai Cập phản bác, Israel đang sử dụng những cáo buộc này để giải thích cho việc tiếp tục hoạt động tại thành phố Rafah của người Palestine và kéo dài cuộc chiến vì mục đích chính trị. Trong diễn biến khác, IDF cho biết họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoạt động đối với khu vực Bureis và Deir al -Bala, phía đông ở miền trung giải Gaza. Sau khi phát động một chiến dịch mới tại khu vực này vào hôm trước, IDF cho biết các binh sĩ của Lữ đoàn Thiên giáp số 7 và Lữ đoàn Bộ binh Kfir đã tiêu diệt một số tay súng trong cuộc giao tranh và bằng các cuộc không kích. Trong những tuần gần đây, Israel tiến sâu hơn vào Rafah, bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào khu vực này. Mỹ tuyên bố hoạt động của Israel ở Rafah không vượt qua làn danh đỏ của mình. Ông Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel cho rằng Hamas đã bố trí các bệ phóng tên lửa ở hành lang Philadelphia để ngăn cản Israel tấn công gần biên giới Ai Cập. Theo ICJ, Israel chưa giải thích họ sẽ đảm bảo an toàn cho những người sơ tán khỏi Rafah cũng như cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men như thế nào. Phán quyết của tòa án này cũng kêu gọi Hamas thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin bị bắt từ Israel. Theo người dân Rafah, xe tăng Israel đã tiến vào tên Anshuntan ở phía tây và Ibna cũng như gần Sabura ở trung tâm trước khi rút lui về vùng đệm ở biên giới với Ai Cập thay vì ở lại như trong các cuộc tấn công khác. Cuộc giao tranh đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở Gaza, trong khi hoạt động của các viện trợ nhân đạo đang bị cản trở. Theo đài Sputnik, các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel gần đây trở nên nghiêm trọng hơn khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tiếp tục hoạt động ở Rafah, khu vực phía nam Gaza giáp với Ai Cập. Tiến sĩ Imad Salami, phó giáo sư khoa học chính trị và vấn đề quốc tế tại Đại học Mỹ ở Liban, bình luận với Sputnik rằng Hezbollah quyết định tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và đạn pháo trong đó có cả tên lửa dẫn đường chính xác cho thấy một cách tiếp cận chiến lược nhằm duy trì yếu tố bất ngờ và khiến cho israel luôn trong tình trạng phải điều chỉnh lại khi sử dụng nhiều loại vũ khí và chiến thuật mà nhiều loại trong số đó chưa được dùng trước đây hezbollah khiến israel khó đoán trước về năng lực và diễn biến chiến trường chiến lược này không chỉ làm phức tạp các tính toán phòng thủ của israel mà còn giúp hezbollah duy trì thế chủ động trong cuộc xung đột điều chỉnh chiến lược linh động dựa trên tình hình thực tế. Ngày 24 tháng 5, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo Israel về những bất ngờ mới nếu Israel không dừng hành động ở Gaza. Những điều bất ngờ mà ông Nasrallah nhắc đến là những vũ khí mới mà nhóm này nắm trong tay như tên lửa tầm xa có độ chính xác cao và đạn phòng không. Đầu tháng này, hãng thông tấn AP cũng nhấn mạnh các loại vũ khí mới và chiến thuật mới mà phong trào Hezbollah sử dụng gần đây trong đó có cả các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Israel. Khả năng quân sự vượt trội của Hezbollah đã được cả các tổ chức nghiên cứu của Israel và Mỹ thừa nhận. Theo tiến sĩ Lorenzo Chombeta, học giả và nhà phân tích chuyên về Trung Đông ở Beirut, vào nửa cuối tháng 5, Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái bọc thép mới để tấn công các cơ sở quân sự của Israel. Vào ngày 1 tháng 6, Hezbollah đã bắn hạ được thiết bị bay không người lái Hermes 900 thứ hai của Israel trên bầu trời thị trấn Dei Kifa phía nam Liban, Hezbollah cũng đã bắn hai tên lửa bơkan nặng 500kg vào miền Bắc Israel vào ngày 1 tháng 6 và một quả đã bắn trúng căn cứ quân sự Gibor. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 6 nhắm vào các vị trí của Israel ở cả mặt trận phía Đông và phía Tây. Theo ông Chombeta, nguyên nhân là Hezbollah muốn tăng cường áp lực lên Israel nhằm buộc nước này dừng các hành động ở giải Gaza. Ông lưu ý, chúng ta nên nhớ rằng ngoài gần 90.000 người phải di rời ở miền Nam Liban còn có khoảng 80.000 người phải di rời ở vùng thượng lưu Galilee ở Israel. Những cộng đồng này đang gây áp lực rất lớn lên chính phủ Israel. Trong khi đó, lãnh đạo của cả Hezbollah và Israel đều có những tuyên bố cứng rắn. Ngày mùng 4 tháng 6, ông Seik Naim Qasem, phó thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố rằng nhóm này không tìm cách mở rộng xung đột với Israel nhưng sẵn sàng tham gia nếu nước khác gây chiến. Ông Seik Naim Qasem cho biết Hezbollah sẵn sàng cho giao tranh và sẽ không để Israel giành chiến thắng. Về phần mình, trong chuyến thăm Kiryat Shmona ở biên giới với Liban, nơi giao tranh giữa IDF và Hezbollah đã gia tăng đáng kể trong những ngày gần đây, thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel đã chuẩn bị cho một hành động cực kỳ mạnh mẽ ở phía bắc. Ông Netanyahu nói, bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể làm hại chúng ta và chúng ta sẽ ngồi yên thì đã phạm sai lầm lớn. Hezbollah và Israel đã giao tranh xuyên biên giới trong 8 tháng qua song song với xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại rằng có thể nổ ra cuộc xung đột thậm chí còn rộng hơn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah hiện vẫn trong vòng kiểm soát nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành giao tranh tổng lực. Quân đội Israel đã không kích vào trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn Palestine, UNRWA, thành lập ở miền trung giải Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo thông cáo được lực lượng phòng vệ Israel (IDF) công bố sáng ngày 6 tháng 6, lý do ngôi trường được UNA thành lập ở giải Gaza bị tấn công là bởi nơi đây đang chứa chấp các tay súng phong trào Hamas. Thông cáo của IDF đăng trên mạng xã hội X viết: Các tiêm kích của chúng tôi, với thông tin do sư đoàn số 99 và sư đoàn tình báo cung cấp, đã thực hiện cuộc không kích chính xác nhằm vào một khu phức hợp của phong trào Hamas nằm trong trường học của UNA tại khu vực Nusayrat. Hamas đã sử dụng những địa điểm công cộng làm nơi trú ẩn để lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công với Israel. Vụ không kích đã khiến một số tay súng Hamas thiệt mạng. Theo thông tin do phòng trào Hamas công bố, đã có hàng chục người thiệt mạng do vụ không kích của Israel. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ có bao nhiêu dân thường thiệt mạng trong số đó. Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, cục diện biên giới Israel-Liban ngày càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục gia tăng các cuộc tấn công ác liệt qua biên giới nhằm vào nhau. Theo một số nhận định của các nhà phân tích khu vực và quốc tế, nguy cơ bùng nổ giao tranh giữa hai bên đang rất cận kề. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hery Halevi tuyên bố rằng, nước này chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng Hezbollah vào miền Bắc Israel. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo được Trung tướng Halevi đưa ra trong cuộc họp đặc biệt tại một căn cứ quân sự ở thành phố Kiryat Shmona, một trong những địa phương phía bắc Israel bị tấn công ác liệt nhất bởi tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah trong những ngày qua và gây ra nhiều đám cháy dữ dội. Tại đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì các cuộc tấn công liên tiếp chống Israel kéo dài trong 8 tháng qua. Ít giờ trước tuyên bố của tham mưu trưởng Halevi, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gurir kêu gọi quân đội nước này phát động cuộc giao tranh thảm khốc vào Liban để hủy diệt Hezbollah nhằm đáp trả việc nhóm vũ trang Liban liên, liên tiếp mở các cuộc tấn công vào miền bắc Israel thời gian qua, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, bộ trưởng tài chính Israel Bezalel Smotrich thề sẽ đưa Liban trở về thời kỳ đổ đá. Đáp lại đe dọa của giới chức Israel, phó thủ lĩnh Hezbollah Sayed Na'im Qassem tối qua tuyên bố rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Israel. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera quan chức Hezbollah cảnh báo mọi hành động mở rộng xung đột của Israel tại Liban sẽ dẫn tới sự tàn phá, hủy hoại và biến động tại chính Israel. Theo giới phân tích khu vực, nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang ở mức đáng lo ngại. Nhất là sau khi truyền thông Liban cùng ngày đưa tin, giới chức Anh vừa cảnh báo Israel sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban trong khoảng trung tuần tháng 6 này, khuyến cáo chính phủ Liban cần có sự chuẩn bị cần thiết cho giao tranh. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại